Mày còn cái à? Không cho mày ăn, không cho mày đi mua bánh trung thu, mày vứt bánh của em mày không? Mày tốn cơm tốn gạo, trưa nay xuống trường cho ăn cơm. Mẹ ơi, con khổ lắm. Mẹ về với con đi. Hả? Nào, sáng rồi, con cưng của mẹ ơi, dậy thôi. Còn cái thằng kia, sáng rồi mà không biết đường dậy à? Tuấn! Tuấn! Làm anh cái kiểu gì mà sáng bành mắt ra chưa biết đường dậy? Nuôi mày đúng là tốn cơm, tốn gạo. Xuống đi! Ra đánh răng rửa mặt xuống rồi nhà, lau dọn nhà cửa, giặt quần áo đi cho dì nhanh lên. Con trai cưng của mẹ ơi, con trai cưng của mẹ ơi, sáng rồi dậy đi nào. Sáng rồi à? Ừ, biết rồi, sắp trung thu rồi đấy, con có thích cái gì không? Con tự nhiên con thấy thiền thiền, con thích ăn bánh trung thu ạ. À, thế thì con xuống đánh răng rửa mặt để mẹ dẫn con đi mua bánh trung thu nhé. Vâng ạ. Đi rồi. Rửa bát cho sạch sạch vào, rồi lau dọn nhà, phơi quần áo lên. Để dì với em Quyết còn đi mua bánh trung thu ăn. Dì ơi, con cũng muốn ăn bánh trung thu, dì có thể cho con đi cầm được không? Nghĩ cái gì? Ở nhà rửa dọn ngoan ngoãn cho sạch đi, rồi dì còn cho miếng bánh. Quyên, đây em quả làm đi, anh đâu?
chứ. Một cái à? Không cho mày ăn, không cho mày đi mua bánh trung thu. Mày vứt bánh của em mày không? Mày tốn cơm tốn gạo. Giờ này xuống trường cho ăn cơm. Quá còn nặng. Mẹ ơi, con khổ lắm.